và mình rất là đau khổ khi <laughs> mà ở ngoài có bao nhiêu yêu thương dành cho bệnh nhân thì ở trong bệnh viện xin kính có... chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất thưa quý vị loạt ồn ào vừa qua tại bệnh viện ca khi một nữ tiktoker tố bác sĩ nhận tiền lót tay mỗi lần xạ trị đã gây ra nhiều sự phẫn nộ trong dư luận từ vụ việc này, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện công khai đường dây nóng, giá dịch vụ khám chữa bệnh để người dân dễ tiếp cận và phản hồi, giúp giảm thiểu các hành vi tiêu cực. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện công khai đường dây nóng. Ngày 24 tháng 8, Bộ Y tế có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo đó bộ trưởng bộ y tế trong chỉ thị mới đã yêu cầu giám đốc các bệnh viện trực thuộc bộ y tế bệnh viện trực thuộc trường đại học thủ trưởng y tế các bộ ngành giám đốc sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt quy tắc ứng xử nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ quy định chuyên môn của nhân viên y tế tăng cường tổ chức tập huấn các kỹ năng giao tiếp ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ thực hiện phương châm lấy người bệnh là trung tâm với tinh thần lắng nghe cầu thị trong chăm sóc điều trị người bệnh thực hiện ra soát và chấn chỉnh hoạt động khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh định kỳ triển khai kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy trình về quản lý chất lượng bệnh viện giám sát việc thực hiện các quy trình quy định nội bộ của bệnh viện đồng thời nhắc nhở và xử lý đối với các cá nhân đơn vị không tuân thủ bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm việc công khai số điện thoại đường dây nóng bệnh viện số điện thoại đường dây nóng của bộ y tế giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và những thông tin cần thiết phải công khai theo quy định niêm yết tại nơi người bệnh người nhà người bệnh dễ thấy dễ tiếp cận để kịp thời nắm bắt các ý kiến phản hồi bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bệnh đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong triển khai thực hiện các quy trình khám chữa bệnh thanh toán không dùng tiền mặt ra soát giảm thiểu các thủ tục hành chính gây phiền hà đối với người bệnh các bệnh viện chủ động nắm bắt, cung cấp và xử lý thông tin để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, vụ việc phát sinh trong thực thi nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn, tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc cố tình tung tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến niềm tin của người bệnh, người dân đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục chủ động triển khai mua sắm, đấu thầu theo theo quy định, bảo đảm đủ thuốc, thiết bị y tế cho công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân viên y tế, nhất là về chế độ đãi ngộ và có các hình thức thi đua khen thưởng phù hợp để kịp thời động viên, khuyến khích nhân viên y tế. Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện ca, yêu cầu ra soát, không có vùng cấm sau phản ánh tiêu cực. Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện ca, sau những ồn ào gây nên hình ảnh xấu cho bệnh viện ca nói riêng và ngành y tế nói chung lãnh đạo bộ y tế đã có buổi làm việc trực tiếp với bệnh viện về những thông tin tiêu cực về cơ sở y tế buổi làm việc này được diễn ra trên tinh thần của bộ y tế là làm rõ công khai và xử lý nghiêm không có vùng cấm nếu phát hiện tiêu cực Chiều 23 tháng 8, thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ Y tế, đoàn công tác của Bộ Y tế do giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu, đã làm việc với lãnh đạo Bệnh viện ca để nắm bắt tình hình và chỉ đạo liên quan đến những thông tin phản ánh trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua. Tại buổi làm việc do giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện ca cho biết, Bệnh viện đã tổ chức các cuộc họp nội bộ với sự tham gia của Ban giám đốc và trưởng các khoa, phòng ban chức năng. Đặc biệt, các cuộc họp riêng biệt cũng được tiến hành với các khối chuyên môn như nội, ngoại, dạ để xác minh cụ thể từng phản ánh, đồng thời ra soát lại các quy định đã ban hành trong công tác chuyên môn, thái độ phục vụ và giao tiếp với người bệnh. Trong quá trình xác minh, Bệnh viện ca phát hiện một số hình ảnh và thông tin phản ánh tiêu cực đã xảy ra từ năm 2014, bao gồm việc bác sĩ nhận phong bì, nhân viên y tế liên quan đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác ngay sau đó. Điều này thể hiện sự quyết tâm của bàn lãnh đạo bệnh viện ca không dung túng các hành vi tiêu cực, đảm bảo môi trường làm việc trong sạch và chuyên nghiệp. Giám đốc Lê Văn Quảng chia sẻ, với ba cơ sở điều trị, bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng khi số bệnh nhân ngày càng đông. Khối xạ trị, một trong những bộ phận quan trọng của bệnh viện, phải làm việc liên tục, Trước áp lực quá tải này, bệnh viện nhận thấy nguy cơ nảy sinh các vấn đề tiêu cực là rất lớn, nên đã chủ động chấn chỉnh thái độ phục vụ, đặc biệt là trong công tác phòng chống tiêu cực. Ông Quảng nhấn mạnh, bệnh viện đã kỷ luật một số cán bộ có hành vi và thái độ không đúng mực với người bệnh, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Ngay sau khi có chỉ đạo từ lãnh đạo của Bộ Y tế và các cục vụ, vào ngày 19 tháng 8 vừa qua, bệnh viện gửi công văn báo cáo sự việc và đề xuất các biện pháp khắc phục lên Bộ Y tế, đồng thời ra soát lại toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, quán triệt lại tinh thần y đức trong đội ngũ cán bộ, nhân viên. Các quy định về giao tiếp, xử lý cũng được tái khẳng định để đảm bảo mọi nhân viên đều thực hiện đúng quy tắc, mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân. Tại buổi làm việc, tiến sĩ bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị bệnh viện ca tiếp tục quán triệt quy tắc ứng xử, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và tăng cường tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử chuyên môn cho nhân viên y tế. Ông Đức nhấn mạnh rằng bệnh viện cần phải thực hiện phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, thể hiện tinh thần lắng nghe và cầu thị trong chăm sóc và điều trị người bệnh, chủ động ra soát, xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đẩy mạnh chuyển đổi số y tế cũng là một trong những ưu tiên cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quy trình khám chữa bệnh bộ trưởng bộ y tế trần văn thuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh trong bối cảnh hiện tại ông khẳng định rằng các thông tin phản ánh về ứng xử không đúng mực của nhân viên y tế tại bệnh viện ca trên mạng xã hội cần phải được xử lý nghiêm túc và kịp thời Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xa soát và hỗ trợ bệnh viện ca trong quá trình khắc phục sai phạm, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và chất lượng cho người bệnh. Ông Thuấn đề nghị, bệnh viện ca tiếp tục giả soát và chấn chỉnh các bất cập và sai phạm để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, bệnh viện cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống của cán bộ, nhân viên y tế bằng việc tăng thu nhập chính đáng, ra soát lại các quy trình khám chữa bệnh, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh, tăng cường công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, hội trận từ xa nhằm giảm tải cho tuyến trên, tăng cường công tác mua sắm, đấu thầu, đảm bảo không được thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh, sớm hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở 4 trình bộ y tế, khen thưởng sự phạt nghiêm, công khai số đường dây nóng để kịp thời, nhận phản ánh ý kiến của người dân, tăng cường công tác chuyên môn đào tạo thêm việc giao tiếp ứng xử đối với bệnh nhân ngay cả đối với lực lượng bảo vệ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng và đoàn công tác, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng cho biết, bệnh viện ca cảm ơn dư luận và công chúng đã theo dõi phản ánh những bất cập, đóng góp ý kiến để bệnh viện hoạt động tốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng nhấn mạnh nếu bệnh viện nhận được bất cứ phản ánh nào của bệnh nhân về thái độ của nhân viên y tế chưa phù hợp thì đều thực hiện việc tạm dừng công việc từ 1 đến 2 tuần để xác minh, làm rõ. Trường hợp phát hiện nhân viên y tế đó có tiêu cực thì sẽ tiến hành kỷ luật. Do số lượng bệnh nhân đông, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nên các bác sĩ phải chia ca, kíp chăm lo cho bệnh nhân. Vì vậy, giám đốc bệnh viện mong rằng bệnh nhân tuân thủ những quy định, tránh chen ngang để không xảy ra tiêu cực, mất trật tự an toàn, an ninh trong khuôn viên của bệnh viện nhằm đảm bảo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, bệnh viện dự kiến sẽ mua thêm 4 máy xạ trị. Bệnh viện cũng đẩy mạnh công tác tăng cường cho tuyến giới nhằm giảm tải cho bệnh viện, tránh xảy ra tiêu cực. Ông Quang cũng khẳng định thêm, trên tinh thần cầu thị, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh nếu có và công khai, minh bạch, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo